Bất động sản vùng ven đang là xu hướng của thị trường hiện nay. Tuy nhiên, khác với thị trường tại các trung tâm thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư bất động sản vùng ven như thế nào để an toàn và hiệu quả là câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư còn đang băn khoăn. Video này sẽ là câu trả lời cho tất cả các bạn. Đối với thị trường vùng ven, giá trị của bất động sản gắn liền với hai nền tảng cơ bản là tính bền vững và khả năng thúc đẩy lợi nhuận. Bền vững là nền tảng tiền quyết trong đầu tư bất động sản. Đa số các nhà đầu tư xưa nay thường quan tâm đến lợi nhuận mà bỏ qua tính bền vững của bất động sản. Đây là cách đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì hôm nay bất động sản có thể đem lại cho bạn lợi nhuận 10 đồng, nhưng ngày mai có thể là âm 10 đồng. Vậy, những yếu tố nào sẽ tạo nên một bất động sản bền vững? Thứ nhất là vị trí của bất động sản. Vị trí của bất động sản là yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị bất động sản. Sản phẩm phải nằm ở những khu vực có dân cư đông đúc hoặc tương đối đông đúc. Ví dụ như trung tâm đô thị, cửa ngõ các khu công nghiệp. Những khu vực này, sản phẩm có thể tăng giá theo nhu cầu ở thực, không phải đợi đến khi có thông tin nóng mới có thể tăng giá. Thứ hai là tính đặc thù và tính hiếm của sản phẩm. Bất động sản càng đặc thù, càng hiếm, nguồn cung càng hạn chế so với nhu cầu của người dân trong khu vực thì càng có giá trị cao và luôn tăng theo thời gian. Bất động sản mặt tiền chợ, mặt tiền khu công nghiệp hay gần các trường học, bệnh viện là những sản phẩm điển hình cho tính hiếm của bất động sản. Thứ ba là kết nối giao thông. Dự án phải có kết nối giao thông từ khá đến tốt để khi hạ tầng hoàn chỉnh thì giá sẽ tăng nhanh. Thứ tư là pháp lý của bất động sản. Một bất động sản bền vững phải có pháp lý rõ ràng, minh bạch. Đó là sổ đỏ của đất nền, là hợp đồng hoàn chỉnh của nhà ở hình thành trong tương lai. Pháp lý hoàn thiện giúp bất động sản thanh khoản tốt và có giá trị cao hơn. Hội tụ đủ 4 yếu tố bền vững nêu trên, bất động sản đã mang lại lợi nhuận cho chủ sở hữu. Nhưng mục tiêu của đầu tư là tối đa lợi nhuận. Vì vậy, bất động sản cần thêm 4 yếu tố sau đây để thúc đẩy lợi nhuận cao nhất. Thứ nhất là giá của bất động sản. Bất động sản lựa chọn phải có mức giá tốt, bằng hoặc thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường. Hay nói cách khác, sản phẩm phải sinh lời ngay khi mua. Ngoài ra, sản phẩm phải có giá trị cho thuê hoặc đầu tư kinh doanh, mang lại lợi nhuận kép cho chủ sở hữu. Thứ hai là những thông tin về thị trường. Những thông tin liên quan đến thị trường phải là thông tin thực, có sức hút lớn và sẽ trở thành hiện thực trong 3 đến 5 năm. Chẳng hạn như các dự án trường học, bệnh viện, đường giao thông đang hoặc sắp xây dựng sẽ làm cho bất động sản tăng giá nhanh chóng. Thứ ba là hoạt động tạo sự đông đúc, sầm uất cho dự án. Yếu tố này phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp bất động sản tại địa phương. Doanh nghiệp bất động sản sẽ tạo các hoạt động về văn hóa, xã hội, thể thao để thu hút người dân về sinh sống, tăng tốc độ sáng đèn của khu dân cư. Kinh doanh thương mại cũng sẽ nhanh chóng sầm uất, làm gia tăng giá trị của bất động sản. Thứ tư là hoạt động tạo thị trường bán lẻ của các doanh nghiệp bất động sản tại địa phương. Sau khi mở bán, hay còn gọi là bán xong F1, doanh nghiệp tiếp tục duy trì các hoạt động marketing và tổ chức nhân sự để thúc đẩy thị trường bán lại cho khách hàng. Nói cách khác là tạo chợ bán lại cho dự án. Để khách hàng yên tâm khi mua sản phẩm thì có kênh phân phối bán lại. Điều này giúp cho bất động sản có tính thanh khoản tốt, liên tục và nhà đầu tư dễ dàng bán lại để đạt được lợi nhuận cao. Kết hợp đủ 4 yếu tố bền vững và 4 yếu tố thúc đẩy lợi nhuận thì đầu tư bất động sản vùng ven mới thật sự an toàn và mang lại giá trị lợi nhuận tối đa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng video này là những kiến thức bổ ích để các nhà đầu tư có sự lựa chọn an toàn với bất động sản vùng ven. Hẹn gặp lại trong những video lần sau.